cái này thì chắc phải chị phải từ từ chứ không thể nhanh như thế được. Ui trời ơi, cụ ơi. Con đây, nó mới chạy ra ông cụ nào, nhanh. Và chạy ra ông cụ nhanh, rồi mày cho ông kêu vào đây nha. Ông cụ. Cho cụ lên tivi luôn. Tối nay cụ thấy cụ trên tivi luôn nhé. Đâu xem nào, lâu lắm rồi không vào trong nhà. Bà điện đi bà. Vẫn cái gương từ thời ngày xưa rồi. Bà vẫn cái gương từ thời ngày xưa đến giờ. Wow. Ôi trời ơi. Ơi. Đi vào đây. Giường nhà bà đẹp thế. Hả? Giường nhà bà đẹp thế như giường tân hôn đi nhỉ. Các bà. Nhà bà bật hết điện chưa? Hả? Bà bật hết điện chưa? Cái gì chưa? Bà bật hết điện lên chưa? Bật hết rồi. Tối tối. À. Bà. Rồi. Mày nhìn thấy lạ quá, nhà thấy lạ quá. Nhà lạ quá, nhà bắt kìa. Không phải, thay đổi hết rồi còn đâu. Thay đổi. Nghèo nghèo gì giờ này nữa hả bà? Nghèo nghèo gì giờ này nữa nhỉ? Quay nào. Cụ yêu là cụ bé cái nào? Gì giờ này nữa. Giờ cứ khỏe mạnh là được rồi, cần gì nói với nghèo bây giờ. Ôi dồi ôi, thế con cảm ơn cụ chưa? Nên nói to rõ ràng, con cảm ơn cụ ạ. À. Bà ăn kẹo gì, ngọt hay không? Ngọt, làm gì có kẹo nhạt hả bà? Là các cháu thôi, mà giờ chúng nó lớn cao vút hết rồi. Ừ. Toàn không nhận ra nữa rồi.